Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 141 Predator cùng với cây rìu mới. Cây rìu này thì anh em hay gọi nó bằng một cái tên thân thương, đó là rìu container. Một tên thân thương vừa cờ ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng trận này mình cố kiếm nhiều cận chiến một tí. Rồi, mới nói thôi, AFK nó đập ngay vào mồm. Đập ngay vào mồm. Úi trời, may quá. Mấy thanh niên vẫn tia vào nhưng ăn không kịp mình. Mồm mình to lắm, đủ để nuốt chửng nó thôi. Các bạn cứ bình tĩnh đi. Rồi, tôi xong rồi. Cái thùng hàng nó thất thủ rồi. Cái mèo nào? Để thằng tơ nó đi vào như trốn không người. Bảo làm sao nó không sờ mó hết được. Rồi, vẫn còn kia. Cái điện mệnh. Nó không thể tin được. Lại cào sót một người. Rồi, anh tơ đã cố gắng vết máng. Rồi, không sao. Mình sẽ cố gắng trụ trụ lại. Úi rồi, sao thằng này AFK thế này? Đấy, úi rồi. Bạn ơi, thôi xong rồi. Tay dài vừa cờ lờ ạ. Chưa gì nó đã mút ngay cái giáp của mình rồi. Này thì, bạn ơi, rồi 4.000 đam kìa. Vừa lờ. Đấy, bạn ơi, bạn thấy bạn có lỗi với mình không ạ? Nếu mà thấy có lỗi thì bạn nằm xuống là đúng rồi đấy. Cái mèo nào ăn mình ngay cái băng bảo vệ. Bảo sao? Rồi mình sẽ không gọi bằng cái đấy nữa. Anh em phản ánh rất là nhiều. Rồi, bình tĩnh thôi. Thằng tơ nó bắt đầu liếc thấy mình rồi. Rồi, mùi mình bắt đầu phảng phích. Phải gọi là nó loan ra cả map rồi anh em ạ. Bây giờ sẽ là tình huống 1v8. Mọi sự chú ý sẽ thuộc vào nó sẽ nhìn vào mình. Đấy, bây giờ trên đây thì cứ nhìn vào đi. Mình đẹp trai lắm. Té ngay đây. Rồi, đây mình dưới này. Tuy nhiên, không biết là chơi kiểu gì mà lại chậm quá. Đấy, lại đây. Tao sợ chúng mày quá cơ. Ai hi hi. Úi dồi. Mới mới cười xong và đi luôn rồi. Đi luôn rồi. Úi dồi, thằng kia mốc lốp. Biến biến biến. Ơ cái đìn mới. Ơ mình ấn nút biến rồi mà. Đùa bố à. Lạ thật. Không thể tin được. Pha đấy mình ấn nút biến rồi nó không biến. Mình biết ngay là có thằng mốc lốp rồi. Mình mất giáp nên mình biến ngay cho nó chắc chuyện. Thế mèo nào. Trời ơi. Sao lại đối xử thân tình như kia cười kìa. Hay lắm bạn ơi. Cười người người lại cười ta đấy. Để xem. Lát mình sẽ cố gắng tìm thằng đấy và cận chiến sấp mặt lờ. Nói thì cho bò ghét thế thôi. Chứ lát thì mình lại bị nó cào sấp mặt lờ thì đúng là gậy ông lại đập lưng ông. Rồi thanh niên tơ. Ủa, hình như là tơ lúc nãy mà. Có phải không ta? Thanh niên tơ lúc nãy kinh 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 thật. Nó cào sót một người cái nó lên nó vết máng lại. Y như là Tokuda ấy. Rồi. Cái điện mệnh. Thằng nào nhanh nhở. Thật là VL. Mấy thanh niên kinh quá. Hàng nó cứ trơ trọi ra thế kia là cứ xác định là ăn không kịp với chúng nó. Đây. Rồi đấy. Thật là ghê. Rồi chết chưa. Tôi cứ thấy nhấp nháy là cứ thích cận chiến thôi. Rồi tơ kìa, tơ kìa, từ từ. Thật là vãi lều. Người ta gọi là tham thì thâm mà dâm dê thì lại yếu sinh lý. Úi rồi một bé. Thật là VL. Có ai hiểu cho tôi không? Pha đấy thiếu một tí nữa là cận chiến được con Zubai rồi. Này thì cũng rồi. Không kịp. Bình tĩnh. Tơ giỏi thế sao không cào thằng mấy cái thằng thẩm du này. Lại đi cào người đi săn. Thế mèo. Tí nữa là mình ăn được thằng kia rồi. Đến thế. Và mình sẽ lên đây hiếp nốt cái thằng này. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Thôi thẩm du ơi. Đấy chính cái thằng này đã ăn mất con hàng của mình. Đấy không thì pha đấy mình liếm được cái con AFK nằm trong đấy rồi. Và mình đã không phải ra ngoài này để bị cào. Chính thằng đấy đã xúi dại mình. Úi rồi. Này đi. Nhím BG. Thiên nhiên bị cận chiến lúc nãy hay sao ấy. Rồi do bạn quá hổ báo. Trận này bạn ấy không hổ báo. Và bạn ấy đã làm hero. Úi rồi. Ghê đấy. Rồi. Vai cả tơ. Tơ nó nhảy vào cái sấp mặt luôn ạ. Mệnh. Thằng tơ ghê vãi cả nồi. Không thể tin được. Một cười vãi. Không thể tin được. Và đấy mà mình mới chưa kịp định hình là nó thằng tơ thằng hero nó chạy đường nào. Nhanh vừa cờ lờ. Phải anh ăn không? Rồi. Phải hay không thì nó cũng chơi như bình thường thôi. Phải nó cũng thế thôi. Mình thì cũng là người bình thường cũng rồi. Ấn cân nút cận chiến thì nó lại ấn nhầm nút bắn á.
không sao, cũng ngồi tơ tơ đấy, chơi là phải biết tơ nó nằm sau lưng. May mà nó có báo phát hiện, chứ sau này nó update lên thì các bạn sẽ không biết được thằng tơ nó ở phương nào đâu, và chơi nó rất là khó. Như thế thì đã chơi zombie trên zombie nó rất là khó rồi, mà nó còn không cho thấy cái mặt zombie, à mặt thằng tơ đấy. Thằng tơ nó cứ phát hiện được mình mà mình không phát hiện được nó thì bố con thằng nào chơi lại. Chơi như thế thì khó đi săn, nhưng không sao, chúng ta là người, chúng ta là một trong những con người huyền thoại. Đây đây này, tơ này rồi bạn ơi, bạn muốn nằm xuống không, một đồi hai mộ nhá. Rồi không được rồi, gặp ngay cái thằng sau lưng. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, bên này đi luôn này. Úi dồi, rồi xong rồi, ghê quá. Pha mấy pha đấy mình không ăn được. Tiếp theo rồi đấy, thằng cầm M4 VIP nó lại nuốt luôn. Bạn ơi, con nuốt nhiều thế có lòi mồm không thế? Ở đây đây đây, nhìn như này, nãy cười mình, cười người người lại cười ta. Bình tĩnh, úi dồi, đi mày. Má cái thằng thằng M4 VIP nhá. VL pha đấy không thì cái thằng cười mình lúc nãy là nó nằm xuống rồi. Tiếp thế, úi dồi, nhấp nháy rồi bạn ơi, nhấp nháy rồi, nhấp nháy rồi thì nằm xuống đi, còn nhây lên làm cái mắm gì nữa. Người ta nói là buồn ngủ thì phải ngủ đi, chứ buồn ngủ mà còn nhây nhây nữa thì loạn quạng, người ta chém sấp mặt. Ui trời ơi, cái này mệnh đấy nhở, chắc là thằng kia cover. Thế mèo cái pha này, lúc nãy đang nhẽ mình là ăn rồi. Đến thế. Đấy chính cái thằng này. Úi rồi, cái thằng VL này. Tiếc thế. Không thì mình cho nó sấp mặt rồi. Cái tội cười, cười người người lại cười ta. May đấy, may đấy. Ai hi. Rồi, thằng kia rồi. Ê, hết giờ rồi. May đấy, phá đi may đấy. Phá đấy mà không bị thằng kia cover là nằm xuống là mắc nhục. Mắc nhục vì cái tội cười. Cái thằng M4 VIP khốn nạn. Mình không thể tin được là pha đấy là ba nó ăn nổi cái con đấy. Thật là vãi lều. Ăn flash này cái tội suốt ngày lên quay tay. Mấy ông chơi toàn quay tay đấy. Tôi thì đi săn suốt ngày mà cũng bị zombie nó ghét. Đi phải làm sao? Em phải sống sao đây? Thẩm Du cũng ghét mà đi săn nó cũng ghét. Ủa sao không bắn hết một băng đạn, trúng chỉ một viên thôi. Mậy này thì lại đây thôi xong rồi. Đây nhiên là nhím BG lại tiếp tục Thẩm Du quay tay lên thùng hàng, à trên bàn thờ. Rồi mình bắt đầu thấy những dấu hiệu zombie bắt đầu móc lốp, và mình thấy cái điều đấy là rất là bất an. Tốt nhất là nên em nên té ngay, kẻo chúng nó lại sút cho vỡ mồm. Rút cho vỡ mồm. Đây này này này. Rồi bắn luôn đi. Rồi tuy nhiên là cười mình vẫn làm dùng bài. Đen. Chỉ có thể là đen thôi. Bình tĩnh. Úi dồi hồi máu. Thật là vãi lều. Hồi thiếu tí nữa này nó lại nằm xuống rồi. Vãi thật, thằng này hên đấy nhở. Thằng này chơi mắc hên luôn ý. Nó gặp hồi máu thì thật. Này thì hồi máu. Lại đây, úi dồi hồi máu đi. Khi bạn còn sống thì bạn còn hồi máu được, nhưng khi bạn nằm xuống rồi thì bạn không hồi máu được nữa đâu. Đen. Này thì úi dồi, lừa tình. Nó biết mình mất giáp rồi, tính cận chiến nhưng nó chơi kiểu thụt lại. Thụt lại là dễ chết lắm nhá. Anh em săn zombie nên cẩn thận, đừng có chơi liều. Nó nếu mà thấy zombie nó thụt lại thì các bạn lao vào là các bạn chết đấy. Tại vì nó có một cái khoảng trống và bạn lao vào thì nó sẽ không được ăn thua đâu. Mình chơi mình gặp nhiều rồi. Đấy, khuyến khích thì các bạn chơi mất giáp rồi, đừng có nhây. Đấy, ăn thằng kia đi, ăn thằng kia đi. Thật là VL, nó phát hiện được mình rồi. Nó biết mình là ân ST, thì nó quyết tâm là giết mình. Trời ơi, mình có làm gì nó đâu. Đầu trận đến cuối trận, mình không cận chiến nó lẫn. Thế luôn là không cận chiến nó một cái. Nó ăn mình tận 2-3 cái rồi, chứ mình chưa ăn nó một cái luôn. Hay lắm, rồi yêu lắm cơ. Lại đây nào. À hi hi. Chết luôn rồi. Thiên nhiên, đây. Này thì ăn tôi nãy giờ. Tao sợ, tao cay mày nãy giờ ấy nhá. Mày nhây nó cũng phải vừa vừa cho người ta sống với. Thật là vãi lầu.
rồi, bình tĩnh bình tĩnh, hết rồi. Là liếm tí kêu mà không được này. Ui, y tá nhấp nháy kia. Hên đi. Trời ơi, may quá. Không phải chết rồi, còn đúng 1.000 tiết. Pha đấy đúng là chỉ cần là chạm vào một giây thôi là mình nằm xuống rồi, mình tiếp đất và ngủ với run rồi. Cái cận chiến đặc biệt, cái cận chiến thứ ba của cây này thì nó cũng bình thường thôi. Nếu mà chém thường còn nhanh hơn. Chém thường mắc nhanh. Đấy, gặp chế độ này đam to nữa rồi. Phần làm zombie chưa một lần sờ vào ai. Đấy, này thì đường nào. Thôi bạn có tốc chạy ư? Tốc chạy thì nó cũng thế thôi. Zombie mình thì nó phải gọi là tốc độ bàn thờ rồi. Yêu lắm cơ. Yêu lắm cơ. Bình tĩnh. Rồi, lùa. Lùa zombie là cũng rồi. Chạy đâu. Lùa zombie là nghề của mình. Cho dù bạn có lượn đi đâu thì bạn cũng chết thôi. Đèn. Thanh niên lượn rồi nhưng vẫn chết. Chắc là do lag. Mà pha đấy nó lượn muộn mà. Pha đấy lượn muộn chắc là bị lag. Vì lượn muộn như thế mà cầm KC hay là đua hình như nó cầm mà Gatling thì phải. Gatling thì sắp mạc thôi. Thì nó nhảy nó rất là muộn. Tuy nhiên một là kênh không đúng góc, hai là bị lag. Sập mạt. Rồi. Ơ. Vãi xoài từ dưng rớt xuống ấy. Thật là vãi. Vãi cả xoài. Mình kết liễu thằng này rồi, kết thúc luôn luôn clip này nhá. Úi xoài. Đường nào cho nó thoát bạn ơi. 25 kill thôi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh mình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.